Xin chào cả nhà đã quay lại kênh YouTube của Tiền nha. Thì hôm nay Tiền sẽ chuẩn bị là vô chậu nè các bạn. Hôm nay mình không có quả để mình vô chậu chứ không có phân chuồng nữa các bạn. Thì mình mới về quần mẹ ngày hôm qua mình chở nè các bạn. Thì phân chuồng này thì nó cũng qua một quay nha các bạn, rất là ngon luôn. Thì đây là xe dừa với phân rơm các bạn. Mình sẽ trộn ba cái này lại. Ở dưới đây cũng có trấu sống nữa, mình sẽ chọn lần cái đít đó các bạn, tại mình không có chỗ chọn, chọn ít là mình vô chậu nhỏ bự như nhỏ thì mình trồng một cây, thì bự mình trồng ba cây bốn cây các bạn. Như đây chậu à, mình sẽ chọn ra mình vô chậu nha các bạn, mình sẽ chọn phân. Mấy chậu mình mới mở ra các bạn, được mười mấy chậu à. Có đặt thêm mà chưa có về. Đây là phân mà mình mới vừa vô chậu này các bạn. Canh các bạn vô khoảng chừng tới đây ha. Khoảng chừng này mình chia cho làm ba các bạn. Mình tiền vô tới đây. Mình vô tới đây xong mình trồng nó rồi nó vô tới đây một lần nữa, rồi một lần nữa thì lên tới chậu. Mình canh tới đây ha. Tại vì cái là nó ăn lên các bạn, mình nhớ ít thôi, mình vô nhiều quá mất cái này nó đầy quá, mà nó dưới rễ nó đây nó không ăn bao nhiêu mà nó ăn cao luôn thôi. Nó ra để trắng lên, mình vô tới đây nè, rồi mình trồng thời gian á, rồi rễ nó ăn lên trắng thì mình sẽ vô nữa, mình vô khoảng tới đây rồi một lần cuối tới đây, mình vô thì ba hai lần nữa các bạn. Giờ là lần đầu tiên, mình có thể là đầu tiên, còn lần sau thì vô hai lần nữa các bạn, vô cái nào cũng như nhau luôn nha. Cũng rất là dễ, mình vô rít là các bạn. Mình canh khoảng chừng tới đây nè các bạn. Mình từng trọng C11 nha các bạn, tới đây thôi. Đựng cao quá. Mình trồng chút tiền xả nước. Mình xả nước xong rồi ngày mai mình mới trồng các bạn. Hôm nay đây thì mình mua xe dừa về mình chỉ xả qua nước đổ chét ha, mình cũng không có xử lý gì luôn. Mình trồng ở nhà thôi các bạn. Điều kiện thì các bạn xử lý thời gian nữa, xử lý trước. Tại vì cái xe dừa này mình nó mới hết rồi, mình mới mua ông xã anh mới mua đây thì các bạn, nên mình chỉ xả nước thôi. Rồi cái này phân chuồng thì trên nhà ngoại bé cũng quay một rồi, chỉ trộn rồi trồng các bạn, trộn xong rồi thì xả nước lại tiền trồng thôi. Thì nhiều nhà vườn người ta trồng số lượng nhiều, người ta phải làm cho an toàn các bạn, xử lý voi này kia rồi. Mình tại tiền không có mua chứ không phải là tiền không xử lý các bạn, tiền không có mua nên thôi giờ khỏi xử lý luôn, cũng hết thời gian trồng rồi, nên giờ chỉ tiền chỉ trộn hai cái này lại, rồi tiền xả nước qua một đêm nay, rồi bắt đầu chiều mai, chắc chiều mai mình tiền sẽ trồng ra chậu chậu trồng nhãn thọ đó các bạn. Nhãn thọ ở nhà bé thì nhân thọ ở nhà ngoại bé thì tiền trồng rồi, em về chuyện qua tiền rồi, tiền có đăng video rồi để tiền cả nhà đón xem nha. Nên nay tiền chỉ vô chậu rồi, chút tiền đi xả nước. Giờ chậu cũng ít các bạn, chừng mấy 20 chậu mà tiền có đặt thêm mà chưa có về. Tại vì cũng không có chỗ trồng ngoài đất các bạn, nên trồng trong chậu, bởi vì Tết mình nhổ mình chưng luôn cũng được. Rồi nếu là hoa đẹp thì mình cho các bạn, cho biết cho anh chị. Hên xui rậm nhà cũng hên xui các bạn. Giờ mình sẽ trộn và mình vô phân tiếp nha các bạn. C11 này chắc là mình trồng 4 cây. Còn C10 này các bạn trồng 3 cây thì cũng hơi chậm, mà lại mình trồng 3 cây luôn. C1 này thì nó bự nó to hơn, mình trồng 4 cây. Trồng 3 cây cũng được các bạn, tùy theo các bạn thích trồng mấy cây. Vậy mình sẽ vô thêm cái đất nha các bạn. Còn mình cột mới trồng hôm nay nữa nè, là nhỏ mình sẽ trồng 1 cây. Cái chậu này thì rất là to luôn, mình đánh trồng 5 cây thế là được không? Được cái cây nhỏ. Có 2 chậu các bạn. Trồng 5 cây.
Năm nay tiền không có mua co trống luôn các bạn, tiền chỉ xây dừa thôi, xây dừa phân với phân chuồng. Bữa ông xã ảnh mua thêm mớ phân rơm nữa các bạn, tại co trống á tiền ghét trồng cái, tại vì ông mới hay nhà này các bạn, như là tết có hoa rồi cái mình để vòng vòng rất nhẹ, cái gió rồi nó bay bụi quá trời luôn các bạn. Năm nay mình không có mua trơ trấu luôn. Trơ trấu là bạn mới mua lâu á, mua trước á, rồi ủ cho nó quay một thành phân luôn á, trồng mới ngon. Của mình nè, phân chuồng các bạn, qua về ngoại bé Vinh chở được mớ phân chuồng này, rất là mừng luôn các bạn. Có phân chuồng mình trồng hơi nó tốt, về cái rất rẻ luôn, chở xúc phân chuồng không vô bao, có mẹ phụ nữa, xong rồi cái dọn phân chuồng thêm rồi trồng hoa cho mẹ luôn. Mấy cái giá thể mình vô chậu xong rồi nè các bạn, mình đã sắp xếp gọn gàng đây rồi. Rồi giờ chút mình sẽ xả nước. Được như đây chậu nè các bạn, mình sẽ xả nước rồi ngày mai mình sẽ trồng các bạn. Mấy cây hướng dương có chết mấy 2-3 cây rồi. Nó quét dọn rồi nè các bạn. Hay nhân thọ mình được 15 ngày tranh thủ trồng các bạn, cái này nó để nay quải không có dinh dưỡng thì nó cũng ốm nhom rồi các bạn. Ngày mình trồng đây rồi đó, hôm qua mình đã lấy cho mẹ mình nước hết một mớ rồi các bạn, rồi mình soạn trậu rồi mình trồng thôi hả, có dư mình sẽ cho mẹ mình tiếp tiếp trồng á, trễ trễ thì tới giêng, tháng giêng mình có hoa các bạn. Nhìn nó ống nhôm cao ngầm hả các bạn. Hồi đó tiền gieo ở ngoài mập với là có phân chuồng, cái này phân chuồng cũng ít các bạn. Phân chuồng ít, xưa dừa rồi. Nó cao. Được có một số cây thì được 1 cặp lá rưỡi, 2 cặp lá. Này 2 cặp lá các bạn, 2 cặp lá trồng cũng được rồi.